Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ralan Fitness. Hôm nay chúng ta sẽ đến xếp hạng sau những cái bài tập tay bicep đó tại phòng tập mà các bạn có thể tập. Đầu tiên là cái bài này, tôi sẽ xếp một sao cái bài này trước. Đầu tiên các bạn biết sao không? Bởi vì một á, là đầu tiên là cái bài này nó đạt những cái tiêu chí á, là cái độ an toàn của nó kém. Bởi vì cái thanh đòn này nó rất là dài. Khi mà cái bài tập 2m2 bicep curl này, cái thanh đòn nó quá dài. Cái thanh đòn dài này nó có một cái điểm bất lợi là nó làm cho cái cổ tay của bạn phải gồng và giữ một cái lực rất là lớn. Cái yếu tố thứ hai mà đánh giá xếp hạng một sao của cái bài tập này đó là rất khó chỉnh cái mức tạ. Bởi vì cái thanh đòn không nó đã nặng 20kg, nên đối với những bạn mà mới bắt đầu tập các bạn sẽ rất khó để tăng từng ký một lên. Bởi vì 20kg bắt đầu tập nó rất là nặng. Và yếu tố nữa, ví dụ như khi mà muốn tăng ký bạn chỉ có thể ráp cái bánh tạ khoảng 2,5kg hoặc 1,25kg, cái bánh 1,25kg thì nó không dễ kiếm. Mà bánh 2,5kg tức là tăng mỗi bên mỗi lần là 5kg thì cái mức tăng như vậy nó rất là khó. Rồi, và do cái mức tạ bắt đầu nó không thể dưới 10kg nên nó không thể phổ biến được. Và tiếp nữa, cái điều đó là cái bài tập này nó không dễ để mà điều chỉnh về cái kiểm soát cái kỹ thuật. Bởi vì bạn phải gồng thêm cái cơ bụng và bạn phải trụ cái chân cho nó vững thì bạn mới điều chỉnh được cái mức tạ của bài tập này. Tôi đánh giá cái bài tập này một sao về chỗ nha. Rồi, đây đánh giá một sao. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái một cái bài tập khác. Cái bài tập tiếp theo của chúng ta là cái bài tập barbell curl với cái thanh đòn ngắn. Cái bài tập này thì tôi sẽ đánh giá nó là 2 sao. Bởi vì là nó gặp phải cái vấn đề của cái bài tập barbell curl thanh đòn dài, nhưng mà nó khắc phục được một cái yếu điểm là cái thanh đòn này nó ngắn. Cái thanh đòn này nó ngắn hơn nó làm cho cái sự dao động nó tập trung vào cái cơ thể của bạn nhiều hơn, nó không có bị dao động ra hai bên, nên nó hiệu quả hơn cái bài với cái thanh đòn dài. Thêm nữa là với cái bài tập này thì thường ở cái phòng tập nó có cái giá để tạ, thì cái mức tạ thấp nhất nó có thể dưới 10kg, nó có thể bắt đầu khoảng tầm 5kg hoặc là 8kg thì nó sẽ tương đối là nó phù hợp để các bạn tập có thể tập 4 hiệp 12 thì như vậy bạn mới bắt đầu tập nó sẽ hiệu quả hơn. Cái bài này được 2 sao nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi qua bài tập khác. Cái bài tiếp theo là cái bài dumbbell bicep curl alternating. Thì cái bài tập này là bài đứng cuốn tạ đơn luôn phiên. Bài này tôi đánh giá nó là 5 sao. Bởi vì sao? Một là bạn có thể điều chỉnh được cái mức tạ từ nhẹ đến nặng. Các bạn hiểu không? Ví dụ như bạn cầm cục 2kg cũng được, bạn cầm cục 5kg cũng được, bạn cầm cục 10kg cũng được. Rồi, nhưng mà thật ra lúc đầu tôi định đánh giá cái bài này là 5 sao, nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ cho nó 4 sao thôi. Bạn biết tại sao không? Tại vì cái yếu tố quan trọng giống như trong video này, cái bài tập này bởi vì là chúng ta dễ ăn gian cái góc độ. Ví dụ như chúng ta lấy đà, chúng ta quăng lưng, hoặc là đôi khi chúng ta khó kiểm soát cái cổ tay của chúng ta. Mà khi mà cái tạ gặp cái tạ nặng lên mà các bạn không kiểm soát được cái cổ tay thì vì cái tạ này là tạ freeway, tạ tự do, nên cái trọng lượng tạ đơn nó kéo xuống, nó dễ làm chúng ta bị chấn thương cái cổ tay. Nên rất nhiều người, chắc nhiều bạn tập cái bài tập này mà không cẩn thận khi mới bắt đầu chúng ta ham dùng cái cục tạ nặng mà chúng ta tập chúng ta sẽ dễ bị chấn thương cái cổ tay. Mà bởi vì thêm một điều nữa là đa phần tạ ở phòng tập nó là cái tạ sắt bọc cao su, nên là cái cục mà khoảng tầm 7kg, 8kg, 10kg là nó nhỏ xíu mà nếu mà chúng ta mới bắt đầu, chúng ta đến phòng tập chúng ta cảm thấy là chúng ta đang tập cái cục tạ mà nó nhỏ quá, chúng ta cảm thấy bị quê, chúng ta cảm thấy là nó không có được happy cho lắm, thì chúng ta ráng chúng ta cầm cái cục cỡ 10 đến 15kg chúng ta tập, mà cơ bắp của chúng ta nó không chịu được, cái thân khung xương của chúng ta, được cơ bắp toàn thân của chúng ta nó không chịu được, thì chúng ta dễ dàng phải mới sai lầm và là gây ra cái chấn thương. Tại cái bài tập này nếu mà nếu tập tạ nặng không cẩn thận nó cũng dễ chấn thương cái phần tay, rồi thêm nữa là nó chấn thương cái cổ tay, nên tôi xếp gia hạn cái bài tập này còn 4 sao thôi nha, 4 sao. Tiếp theo là cái bài tập mà đứng cũng gọi là dumbbell bicep curl sometime. Thì cái bài tập này là giống như cái cuốn tạ đơn luân phiên, nhưng mà là cuốn hai bên tay cùng lúc. Thì tôi đánh giá cái bài tập này là 3 sao thôi, bởi vì là nó yêu cầu cái kỹ thuật rất là khó và cái sức mạnh cũng không đơn giản. Vì nếu mà các bạn tập cái mức khoảng tầm 10 đến 15kg mỗi bên thì một là các bạn phải gồng cái phần kho, cái phần bụng nó phải thật là vững. Hai là vai, vai của bạn nó phải trụ cũng phải rất là vững, và chân của bạn cũng phải trụ rất là vững, mà phải cuốn lên cùng lúc hai cục tạ sometime mà cùng lúc lên được. Và
đó là lý do mà tôi đánh giá nó 3 sao thôi, bởi vì cái kỹ thuật của nó khó. Nó khó ở chỗ là cái cuốn lên cùng lúc và giữ thăng bằng. Ở đây là tôi tính cái mức tạ khoảng tầm là từ 10 đến 15kg trở lên đó nha. Mà bởi vì là chỉ có thể tập cho 10, 15kg trở lên. Còn nếu mà tập nhẹ hơn á thì cái cục tạ nhìn nó nhỏ quá. Đó, đó là lý do mà nó ăn điểm 3 sao quá ha. Rồi, tiếp theo là cái bài Ezipa Bicep Curl đứng cuốn tay với cái đòn Z. Cái đòn Z này nó được thiết kế nó phù hợp cho cái góc của cái khuỷu tay của chúng ta nó xoay vô trong một chút. Thì khi mà nó xoay của cái cổ tay vô trong á, nó tác động vào cái phần cơ bicep với con chuột nhiều hơn. Nhưng mà các bạn lưu ý á, là khi mà các bạn cuốn á, các bạn cũng tránh việc là bẻ cong cái cổ tay của các bạn nha. Và do đó cái bài tập này á, tôi đánh giá nó cũng khoảng tầm 3 sao thôi. Bởi vì nó cái không phải ai cũng cầm được cái cục nhẹ nhất. Ví dụ như ở đây ở phòng tập cái cục nhẹ nhất nó đề là 10kg. Tại vì cái bài tập này nó không điều chỉnh được cái mức tạ thấp hơn 10kg nên tôi chỉ cho nó là 3 sao thôi. Bởi vì với những bạn á mà mới tập có khi là 10kg các bạn cuốn nó cũng sẽ rất là nặng, nên cho nó 3 sao thôi nha. Tiếp theo là cái này, cái máy này thì chắc là sẽ được đánh giá 5 sao. Đây, đây là cái máy Machine Variation Richard Kuhn, là ngồi cuốn kiểu người truyền đạo á. Thì với cái máy này á, nó được cái ưu ái á, là bởi vì cái máy này nó chạy trượt trên cái cáp cáp ròng rọc hoặc là cáp dây đai. Thì cái độ mượt và êm của nó cũng khá là nhiều. Thứ hai á, là cái máy này nó điều chỉnh được cái ghế. Thì khi các bạn tập á, các bạn phải điều chỉnh cái ghế ở cái tư thế mà nó phù hợp với cái size người và cái chiều cao của bạn. Rồi cái điều thứ ba, ưu điểm của cái máy này á, là khi cuốn lên á, các bạn cũng đừng hạn chế việc là bạn gặp cái sai lầm là cái cổ tay của bạn bị bẻ cong nha. Rồi nhớ là lưu ý chúng ta cũng không có kiểu ăn gian lấy đà. Thì ở cái máy này á, nó có một cái độ khóa tùy tay an toàn, là cái tay của bạn á, nó không có duỗi hết dài ra hết 100% được. Nó tránh việc chấn thương cái chỗ cái điểm mà dài nhất của cái gân bám của cái phần cơ con chuột. Rồi cái ưu điểm của cái máy này nữa là cái phần cổ tay nó có thể xoay trái, xoay phải và có cái độ xoay. Cái ưu điểm này á, nó vừa là ưu điểm mà nó cũng vừa là cái nhược điểm. Bởi vì nếu mà nhiều bạn mà mới tập á, mà không biết á, các bạn xoay dọc lại như vậy á, thì nó vô cái phần chỗ này nhiều hơn. Mà các bạn xoay ngang lại thì nó vô phần bên trong nhiều hơn. Thì đôi khi á, là nó làm cho chúng ta hơi bị phân tâm và mất tập trung, bởi vì cái công năng của nó hơi nhiều, nên tôi đánh giá cái máy này 4 sao thôi ha. Tiếp theo, cái này tới cái dụng cụ này chắc đánh giá nó 1 sao quá. Đây, cái gọi là Richard Kuhn ESX3 là cái ghế ngồi cuốn tay. Cái này là chắc đánh giá từ 1 sao đến 0 sao, bởi vì một á là cái máy này nếu mà thiết kế theo form của người Việt Nam á, thì ngồi nó sẽ vừa. Nhưng mà nếu thiết kế theo form của người châu Âu á, thì cái phần cơ ghế nó sẽ hơi cao quá. Nó làm cho cái cơ thể của chúng ta hơi bị với, mà chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta đứng mà chúng ta cuốn nó được. Thêm nữa là cái thanh đòn của nó đặt tối thiểu á, nó cũng là 10kg, 10 đến 12kg, bởi vì cái thanh đòn không nó khoảng tầm 10kg. Nên là với người mới tập á, các bạn sẽ gặp phải tình trạng á, là một á, bạn cuốn lên á, quá cỡ bạn bị cong cái cổ tay. Hai á, là bạn duỗi ra quá cỡ bị căng cái phần cơ gân bám của cái cơ con chuột vô chỗ này. Nó dễ làm cho bạn bị chấn thương. Nên cái máy này thật sự là nó khó kiểm soát. Nào, tôi đánh giá nó 1 sao thôi. Nó không dễ để tập cơ đây trước với cái máy này. Nó rất là khó. 1 sao nha. Tiếp theo là cái máy cũng là Richard Kuhn. Nhưng mà cái máy này á, nó thiết kế rất là hay. Cái này là Richard Kuhn Machine Bicep. Cái ngồi kê cuốn tay với máy á. Cái máy này tôi đánh giá nó được 5 sao. Bởi vì một á, là bạn chỉ có thể chọn cái mức tạ thấp nhất của nó ở là 5kg. Nhưng mà thật ra 5kg của cái máy cuốn cáp á, nó nhẹ hơn 5kg tạ đơn hoặc là cái thanh đòn Z rất là nhiều. Bởi vì nó trợ lực bởi cái máy cáp. Thì khi mà chúng ta cuốn lên á, chúng ta chỉ cần cố định cái khuỷu tay của chúng ta trên cái miếng đệm đỡ và nắm bóp chặt cái lòng bàn tay lại, tránh bị bẻ cong cổ tay. Cái góc thiết kế của cái máy này á, là cái thanh, nó một cái thanh nó hơi cong nhẹ vô trong, nó cố định, nó không có xoay nhiều góc nhiều trục. Nó làm cho chúng ta rất là dễ tập trung. Thì chúng ta cứ tập trung, tại vì nó được thiết kế chỉ để tập vô cô lập, vô cái phần
bicep cỡ đi trước thôi đó, nó không còn phải làm gì hết. Nó có cái độ nâng ghế thì các bạn có thể điều chỉnh cái góc độ bằng ngồi cho nó phù hợp. Về trên hết á, là khi mà bạn mỏi á, bạn thả nó ra một cái á, nó không làm cho bạn bị chấn thương, bởi vì á, là cái dựa trên cái máy trục cáp á, nó có một cái lực đỡ, nó có một cái lực đỡ phản hồi, nó không phải là cái trọng lực trái đất nó kéo xuống. Như vậy á, cái tính an toàn của cái máy này cao, rất là cao, bởi vì những cái tính an toàn nè, dễ điều chỉnh mức tạ nè, phù hợp với người mới tập nè, dễ điều chỉnh kỹ thuật nè, không quá khó để mà làm quen với kỹ thuật. Đạt được những cái yếu tố đó thì là được 5 sao nha. Máy này 5 sao, quá tuyệt vời. Đây là một cái máy mà cực kỳ tuyệt vời để mà có thể bắt đầu vô tập cái phần cơ bicep. Rồi, tiếp theo cái này là cái máy kéo cáp Standing on Arm Bicep Cable Curl. Thì là cái bài đứng cuốn một tay với cái máy kéo cáp. Cái máy kéo cáp này thì đa phần phòng tập đều có. Rồi, cái máy này thì tôi đánh giá nó khoảng là 4 sao thôi. Tại vì sao? Tại vì là thứ nhất, cái máy này nó đòi hỏi là nếu mà cái chiều cao của bạn mà thấp quá, bạn sẽ cái nóc gài nó sẽ không có đủ cái biên độ để nó duỗi hết cái phần cánh tay của bạn. Ví dụ như là cái máy này nếu mà bạn cao cỡ 1m8 bạn cuốn thì đôi khi nó rất vừa tay, mà bạn cao cỡ 1m6 thì nó có một nhược điểm là nó gần quá, bạn sẽ không có duỗi được, tại vì nó người ta không thể làm cái phần tay nắm mà nó quá nhỏ được, cũng như là người ta không thể làm cái chỗ mà cái bánh, hai cái cục cái bánh nhựa mà xoay để nó lăn cáp nó quá nhỏ, hoặc là làm cái chỗ mà gài cáp nó quá thấp hơn được nữa, là nó sẽ thấp xuống chạm sàn là hết rồi. Cái phần mà chạm sàn nó phải cách sàn cỡ 10 cm, cộng thêm chỗ hai cái bánh thêm 15 cm, cộng thêm cái cục gối, cục đệm của tay cầm nó lên tới 40 đến thậm chí là 80 cm. Thì với 80 cm nó phù hợp với những người cao cỡ 1m7 đến 1m7 đến 1m75 trở lên. Còn nếu mà thấp hơn mức đó, cuốn cái này nó hơi khó, và vì không phải cái máy nào cũng có thể làm mà nó xuống sát như vậy để phù hợp tất cả chiều cao để cuốn. Thì và nhưng mà cái máy này nó cũng có một cái ưu điểm là nó cũng được chọn từng mức tạ. Nó có thể tập cái mức cỡ 2,5 kg thôi, thậm chí bạn rút cái chốt để bạn cuốn có khi nó có 1 kg à. Thì đó là cái ưu điểm của nó, cái tính an toàn của cái máy này nó cũng rất là cao ha. Rồi cái việc mà điều chỉnh cái kỹ thuật của máy này thì nó lại không được dễ, bởi vì là nó cái trục xoay của cái phần quay của cái phần tay nên nó xoay trái xoay phải xoay lui, nên đối với những bạn mà mới tập nếu mà không nắm rõ kỹ thuật các bạn có thể dễ xoay vòng và thậm chí là bạn quăng cuốn, bạn quăng đè lên như vậy. Thì nên là chắc tôi sẽ hạ thêm 1 sao, đánh giá máy này 3 sao thôi nếu mà dùng để tập tay nha. Ok, cái đó là 3 sao. Rồi, nhưng mà cũng cùng cái máy đó, nếu mà chúng ta ráp cái phần cái tay nắm, cái thanh đòn ngang gọi là cái Tri-Bar Cable Curl rồi, nó sẽ thành một cái bài tập khác. Đây là cái bài Tri-Bar Cable Curl, nghĩa là cái tay đòn thẳng và cáp cuốn lên này, nó sẽ lợi thế như thế này. Cuốn tay đòn thẳng cáp này nó có một cái lợi thế là do nó có cái tay, cái thanh đòn ngắn đó, nên nó cố định hai cái tay của chúng ta cân bằng, nó tránh cái việc là chúng ta lắc tới lắc lui. Thì chính cái việc mà chúng ta không có bị lắc tới lắc lui, chúng ta đứng thẳng rồi chúng ta điều khiển được cái kỹ thuật, rồi chúng ta tránh cái việc là cơ thể của chúng ta quăng một chút. Nhưng mà tôi sẽ trừ nó một sao ở việc là nếu mà với những người mà mới tập cái kỹ thuật mà chưa thấm nhuần thì họ hay có cái kiểu là họ quăng cái cơ thể của họ lên khi họ cuốn và không giữ cố định cái khuỷu tay. Thì do đó là mặc dù là cái này là dễ điều chỉnh mức tạ nè, nó rất là an toàn, bởi vì khi bạn thả ra thì là nó rơi xuống. Nhưng mà nó có một cái điểm thiếu an toàn nữa là nếu mà chúng ta tập quá nặng mà cái chất lượng cáp và cái chất lượng máy nó không đảm bảo thì sẽ có một cái trường hợp nó đứt cáp và nó quăng cái cây đó vô mặt của chúng ta. Thì chúng ta trừ nó 1 sao thôi. Còn lại những cái vấn đề khác thì nó khá là tốt. Ở trong tư thế đứng điều chỉnh được mức tạ dưới 10 kg dành cho mấy người mới phù hợp. Rồi có cái chỗ nắm cố định đó. Thì những cái yếu tố đó nên tôi sẽ đánh giá cái máy này 4 sao nha. Rồi các bạn xem thử là các bạn thích tập cái nào, các bạn nhớ comment cho tôi biết nha. Rồi các bạn đánh giá theo các bạn là trong 10 bài tập với 10 cái loại máy đó khác nhau,
Nếu mà là bạn thì bạn đánh giá cái cấp độ của những cái máy đó như thế nào ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo tại Đài Làm Fitness.